Chương trình này được bảo trợ bởi Loan Factory 714-444-9999, đừng bỏ lỡ. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Được một phần khoai chiên cỡ vừa miễn phí nếu mua món mới Crispy Chicken Sandwich tại McDonald's. Good morning, Hoàng Trầm Thụy Ngọc Lan gửi lời chào tất cả quý khán thính giả một buổi sáng thứ ba trở lại đi làm. Quý vị có đi làm nổi hay không? Tôi thấy là sáng nay đường vắng hoe, mọi người vẫn ngủ ngon lành trong lúc chúng tôi đi làm. Gửi lời chào Ngọc Lan ngày hôm nay. Xin chào anh Thụy, kính chào quý khán giả. Bởi vì July 4 tuần này là ngày Chủ nhật, thì qua ngày thứ hai người ta nghỉ bắt cầu, xong rồi nhiều người đi vacation. Thì ngày hôm qua họ mới trở về nhà rồi nghỉ ngơi ngày hôm nay, ngày mai. Nghỉ thêm một ngày nữa. Cho nên là, nhưng mà nhờ như vậy mình mới thấy là đời sống của nước Mỹ bắt đầu hồi sinh trở lại. Nhất là qua cái ngày July 4 cuối tuần này, trời ơi người ta ăn chơi nhộn nhịp, tưng bừng. Khiếp ha. Quá trời luôn. Nên dồn nén giống như cái lò xo mà quý vị ép nó lại đó. Khi quý vị mở nó ra một cái nó bùng, bùng một cái. Tất cả mọi thứ. Chưa bao giờ họ nói rằng trong lịch sử. Chúng tôi để ý ở Huntington Beach thì có người đi về kể lại cũng thế. Có người đi Las Vegas về nói chưa bao giờ họ thấy bắn pháo bông. Mà quý vị tưởng tượng xem, vào những cái 4th of July đó, có những cái khách sạn lớn đó, họ bắn thường thường là họ tập trung. Đằng này đó, nguyên cái dãy là bắn hết. Tức là cái nhỏ lớn gì cũng bắn cho mọi người vui và mở cửa trở lại bình thường. Ngọc Lan thấy năm ngoái đó, khi mà Facebook nhắc lại năm ngoái cái thời điểm này là mọi người ở nhà thì chỉ có ra đứng trước cửa nhà coi, hay là đi trong xóm coi người ta bán pháo bông. Và năm ngoái còn nhắc rằng là pháo bông năm ngoái là nhiều nhất từ hồi trước đến bây giờ. Có nghĩa là người ta ở nhà không có chuyện gì làm đi bán pháo bông. Nhưng mà năm nay nghe nói là nó còn nhiều hơn năm ngoái nữa. Nhiều hơn. Dạ, nhưng mà năm nay thì Ngọc Lan không có chứng kiến được nhiều, là bởi vì mình ở trong nhà mình ăn tiệc. Nhưng mà có lúc á, đang ngồi ở nhà mà ngoài sân thì nghe trời ơi bốn phương tám hướng pháo bông nó nổ rên trời hết. Và họ thấy rất là vui. Chơi tới sáng luôn. Tại vì tới 4-5 giờ sáng chúng tôi vẫn còn nghe đì đùng. Wow. Những kẻ điên như vậy. Có những khu vực có những kẻ điên mà nó bắn không hiểu được. Đến ngày hôm qua vẫn còn bắn. Nghĩa là lẻ tẻ thì vẫn làm phiền người ta. Bên cạnh cái chuyện mà bà con ra đường chơi nhiều đó, thì quý vị thì cũng có thể thấy rằng là sau từ cái ngày 4 July năm ngoái cho tới giờ này đó, chưa bao giờ số người chết vì tai nạn xe cộ, số người chết vì những vụ tấn công bắn rồi ẩu đả lẫn nhau, cảnh sát phải điều động lực lượng đi, rồi tai nạn xe cộ trên các đường phố. Điều đó người ta cũng đã trông chờ, bởi vì thứ nhất là lễ kéo dài nhiều ngày, rồi dân chúng ra đường đi, rồi uống rượu lái xe, phần lớn là những cái chuyện đã xảy ra. Và sáng ngày hôm nay thưa quý vị, có nhiều tin tức lắm mà khổ nỗi đó, trở lại với quý vị sau một ngày nghỉ lễ mà chẳng lẽ cứ đưa quý vị toàn những cái tin mà chết người. Mà mở website ra từ sáng tới giờ đọc đó toàn là những cái tin tức không vui liên quan những tai nạn, rồi Florida thì bão sắp vào, bão đã vào băng qua Key West rồi thưa quý vị, ngay trung tâm ở gần Key West với lại cái dãy Key mà Florida đi xuống đó, thì bão Elsa đã đi vào đây và tối nay thì bắt đầu đi vào đất liền, nhưng mà nằm ở phía tây, tức là vùng Tampa đó bị ảnh hưởng. Bên phía nam của South Miami thì nó chỉ bị mưa nhiều thôi. Cho nên họ lo sợ tối nay nếu vào đất liền á, thì Elsa có thể biến thành cái hurricane, cơn bão dữ. Anh Thụy vừa nhắc đến cơn bão Elsa có thể là nay mai gì đó sẽ tiến vào Florida, vùng Tampa. Thì chính vì lý do đó cho nên ngày hôm tối Chủ nhật thì tòa nhà 12 tầng mà nó bị đổ một bên đó, thì vào khuya Chủ nhật người ta quyết định là người ta đánh sập luôn tòa nhà đó. Vào lúc khoảng 10 giờ rưỡi của tối ngày Chủ nhật
Thì đó là cái quyết định của thành phố, mặc dù thị trưởng cũng như là những người quản trị thành phố này nói rằng đó là một quyết định rất là đau lòng. Bởi vì còn đến giờ phút này thì thống kê cho thấy là còn khoảng 117 người mà thân nhân họ báo rằng là không có tìm được họ đó. Thì người ta cho rằng còn 117 người mất tích. Và cũng đến ngày hôm Chủ nhật trước khi mà tòa nhà đó bị đánh sập xuống thì đã có được 28 thi hài đã được tổng cộng đến giờ đó là 28 thi hài ngày hôm nay luôn đó. Trước đó thì người ta vẫn hy vọng rằng là có thể ngoài cái chuyện mà tìm kiếm được các thi hài đó, người ta còn tìm kiếm các con chó, con mèo mà người ta nuôi giống như những người, những đứa con hay những người bạn ở trong nhà nữa. Nhưng mà do cái tình hình bão như vậy thì họ sợ rằng những cái nguy hiểm sẽ xảy ra. Cho nên là vào lúc tối 10 giờ rưỡi thì trước đó thì họ đã cài đào những cái chỗ để mà họ chôn những cái bom để mà cho đánh sập tòa nhà xuống một cách an toàn. Thì đúng 10 giờ rưỡi thì tòa nhà đó đã được giật sập xuống. Người dân ở quanh đó thì không có phải di tản đi đâu hết, mà chỉ được thành phố dặn rằng là ở trong nhà và đừng có mở máy lạnh lên để cho tránh bụi. Và khi cái tòa nhà đó đánh sập xuống đó, và cũng để tưởng niệm những người đã chết trong cái vụ mà tòa nhà này bị sụp đổ, thì thành phố này đã không có tổ chức đốt pháo bông giống như là dự định trước đó, mà chỉ là có những cái tổ chức rất là nhẹ nhàng để thể hiện cái sự tưởng niệm đối với những người đã qua đời trong cái tai nạn rất là thương tâm này. Như chúng tôi đã thưa trước đây đó, thưa quý khán thính giả, trong cái phần tường trình đó, một trong những lý do mà họ phải cho làm sập cái tòa nhà kế bên là vì trước đó họ đào tới đâu thì đến gần đụng tới cái sắp nền á thì bắt đầu cái vùng đó nó lây chuyển, mà họ sợ tiếp tục tháo gỡ ra nữa thì cái tòa nhà sập luôn, là tất cả cái lực lượng cứu hỏa có thể bị ảnh hưởng. Lực lượng cứu nạn cũng vì thế họ ngừng tất cả các công việc trở lại. Và cái việc mà họ đánh sập đó, họ đánh sập không có rơi, họ tính được, tính toán được để không có rơi vào cái chỗ mà mọi người đang tìm kiếm, nó rơi phía bên ngoài. Cho nên qua đó chúng tôi cũng sẽ gửi đến thêm quý vị những cái chi tiết mà để cho họ tìm hiểu lý do nào khiến cho tòa nhà đấy đã sập xuống. Đúng vào tối ngày lễ độc lập trên toàn nước Mỹ thì lực lượng cứu nạn rồi chính quyền, cảnh sát trong cái khu vực Champlain ở đây đó lại phải tiếp tục làm việc. Cho nên họ làm việc liên tục luôn, không có nghỉ một giây phút nào cả. Bởi vì cái người mà thị trưởng đó thì họ nói là không có chuyển sang cái tiến trình recover, tức là hồi phục. Khi mà gọi sang tiến trình recover có nghĩa là người ta chết rồi, không có còn cách nào hết. Mặc dù biết là điều đó xảy ra nhưng mà ông vẫn muốn gửi đi một cái thông điệp nó lạc quan một chút xíu. Cho nên họ nói chúng tôi không chuyển sang tiến trình hồi phục, mà chúng tôi vẫn còn đang tiến trình tìm kiếm và cứu nạn. Thì đó là như thế thôi. Nhưng mà cho đến giờ phút này thưa quý vị, với cái cảnh tượng mà nó sụp đổ như thế thì ai cũng biết được là không còn cách nào mà có ai sống sót được cả. Người ta chỉ hy vọng là tìm được cái thi hài thôi, hài cốt luôn nữa. Bởi vì sắp 2 tuần lễ rồi thì những cái xác mà bị chôn ở dưới đó, đến thứ năm là đúng 2 tuần rồi, cái xác ở chôn nó làm sao mà trong 2 tuần lễ với cái khí hậu như vậy, rồi bão đi vào, rồi mưa sẽ phủ xuống đây đủ hết tất cả mọi thứ, và vẫn tiến trình. Chưa kể đó là thế, có bắt đầu những cái building 40 năm qua đó, bắt đầu trong cái thời gian recertification, có nghĩa là chứng nhận trở lại đó, thì đã có một cái tòa nhà dân chúng đang ở, người ta bắt đi hết. Và chúng tôi nhìn cái kiến trúc thì có những cái cột đó, nó cũng tương tự như cái tòa nhà này, cột nó bé bé, nó ốm ốm. Và họ lo sợ, họ xem thì trong cái cột đó nó bắt đầu nó có những cái vết nứt nít rồi. Thì đó là lý do họ nói rằng không an toàn để tiếp tục sống ở đây. Chỉ cần có một cái lý do nào đó, vùng đất ở bên dưới nó hơi sụp xuống thôi, là có thể nguyên cái tòa nhà này ở Miami, South Miami có thể sụp xuống. Và hiện nay họ tiếp tục giám sát, thanh tra những cái tòa nhà kế bên, nhất là những tòa nhà đã 40 năm tuổi là bị kiểm tra hết rồi, những cái tòa nhà 20 năm, 30 năm họ cũng thuê mướn, không
nhà nó an toàn rồi nhưng mà họ vẫn muốn bảo đảm cho cư dân bên trong. Bởi vì bất cứ người dân nào sống trong những cái tòa nhà cao tầng cũng bày tỏ mối quan ngại. Có người đã quyết định không ở cái tòa nhà đó luôn. Mặc dù nói rằng ô cái tòa này an toàn, họ nói rằng họ chỉ quay trở lại ở cho đến khi nào họ được bảo đảm từ kỹ sư công chánh của chính quyền chứng nhận ô tòa nhà này an toàn để quý vị có thể vào trong này được. Chúng tôi còn rất nhiều tin tức nữa, mời quý vị cùng theo dõi ngay sau bản quảng cáo quý vị nhé.